Ê, bắt đầu sầu riêng của em nó bắt đầu ra bông rồi nha. Trên kìa. Ngoài trời quá đấy. Đấy, sầu riêng của em nó bắt đầu ra bông rồi. Nó còn nó cắt này nó giữ đấy đây ra đều đều đi đấy. Bao nhiêu công sức đây nha. Trời ơi, mà đất luôn. Cây bên này nè. Đạt tỷ lệ khoảng 70%. Nhỏ như thế này. Hết nhiều. 40%. Còn khoảng cái kia kìa. Cái nhà của em nó như là bông được cái nhà là điều chân nhà gì thế này. Có cái anh này sung quá, anh già quá trời luôn. Sáng